À, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình cũng xin quay một cái clip vlog này để mình tiếp tục cái chủ đề bữa hổm mình đang nói mà mình ngưng giữa chừng. Thì hôm nay mình vẫn tiếp tục tìm hiểu về các trung tâm mua sắm tại Melbourne. Thì lần trước mình đã chia sẻ với các bạn về ba trung tâm rồi, thì còn là nợ các bạn ba review nữa của ba cái trung tâm khác. Mà các bạn có để ý là bữa nay mình cũng bật cái bộ đồ y như bữa trước không? Cố tình lựa cái bộ đồ giống bữa trước để cho nó dùng cái series, không biết sao thích vậy. Thôi thì cho thẳng luôn cái nội dung chính nha. Là bây giờ mình sẽ review tới cái trung tâm thứ tư, đó là trung tâm Stellaland. Thì nó nằm ở hai bên, và bên trên cao tốc Nepean ở Cheltenham. Và Stellaland tự hào là có một cái diện tích sàn là 130.000m2, và theo cái trang web của mình thì hơn 6.000 chỗ đỗ xe miễn phí. Về cái ưu điểm của cái trung tâm mua sắm này á, thì là bên trong có những người yêu thang máy rộng rãi sẽ hoàn toàn ủng hộ chiếc thang máy trong khu vực rạp phim. Nó đủ cho khoảng cỡ 15 người. Nếu bạn là người yêu thích cái việc đi lại trong siêu thị, bạn sẽ thích cái cửa hàng Coast của Stellaland. Thì nó là một trong những cái chi nhánh của Coast lớn nhất trong tiểu bang. Cửa hàng Cotton On tại đây cũng rất lớn và đưa ra nhiều món hàng giá rẻ. Hầu hết cái thời gian bạn quên rằng mình đang đi mua sắm bên trên một cái con đường cao tốc. Cửa hàng Kathmandu chính là nơi mà tuyệt vời nhất để nhìn ra cái đường cao tốc ở Nepal và cái cơ hội được ngắm nhìn cao tốc ở bên dưới. Về cái nhược điểm của cái trung tâm thương mại này á, thì cũng như các trung tâm thương mại khác, chỗ đậu xe tiếp tục là nhược điểm, là một cái điểm trừ cho Stellaland. Kiếm được cái chỗ đậu xe còn khó hơn là lên trời. Và cũng xin đừng có mà cố gắng tìm cái chỗ đậu xe vào cái ngày Boxing Day. Điều đó gần như là bất khả thi. Cái trung tâm mua sắm này á, có thể được xem như là một cái mê cung. Nếu bạn đi chung với một chiếc xe đẩy em bé, hoặc là những cái bạn mà kém may mắn họ phải sử dụng cái chiếc xe lăn, thì bạn sẽ cần phải vượt qua cái đường cao tốc, qua phía bên kia của trung tâm và tìm một cái thang máy để đi xuống cái tầng trệt. Và cái thang máy thì luôn trong cái tình trạng là đầy người. Và tiếc là không phải tất cả đều rộng lớn như chiếc thang máy nằm ở trong rạp phim. Một lời khuyên dành cho tất cả các bạn là thang máy gần cái cửa hàng David Jones luôn là cái thang máy mà ít người sử dụng nhất. Chúng ta nên sử dụng cái thang máy này. Cái trung tâm thứ 5 mình muốn review với tất cả các bạn, đó là trung tâm Westfield Doncaster. Đây là một trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm của phía đông thành phố Melbourne. Về cái ưu điểm của trung tâm này á, thì khu vực ẩm thực của Doncaster có một cái phong cảnh tốt nhất ở Melbourne này. Và nhiều sự lựa chọn về thực phẩm với tất cả mọi thứ, từ các món ăn nhẹ lành mạnh, bánh kẹo, kem và McDonald's. Nó là một sự rung cảm tuyệt vời dành cho những ai thích về cái việc ăn uống. Về cái bãi đỗ xe thì tốt nhất là dành thời gian phân chia hợp lý. Hệ thống đèn báo hiệu hoạt động rất là hiệu quả, hữu ích cho những người mà muốn tìm kiếm được cái chỗ đỗ xe. Và cái trung tâm cũng cung cấp một cái phạm vi lớn của các cửa hàng với các nhãn hiệu lớn như là Apple, Nespresso, Mayer, Davidson, Mecca, cho đến các quán bar rượu sâm banh với những người chơi đàn piano và các gian hàng nhỏ lẻ. Về nhược điểm thì không được đậu xe miễn phí nè. Trong khi những cái trung tâm nãy giờ mình miêu tả thì họ cho mình đậu xe miễn phí đúng không? Trung tâm thứ năm này họ không có cho đậu xe miễn phí. Trung tâm đang có những dự định đưa vào cái việc sử dụng hệ thống giữ xe không cần vé, sử dụng cách phân biệt cái biển số xe để tính tiền những cái tài xế đậu xe lâu hơn 3 tiếng đồng hồ. Còn các khu vực sân chơi dành cho trẻ em thì là quá nhỏ, đến nỗi những đứa trẻ phải tranh giành và ngồi trên những chiếc xe nhỏ với những cái tay lái rất là loạn choạng. Và cái trung tâm cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là trung tâm Emporium. Về cái ưu điểm của trung tâm này á, thì cái khu vực ẩm thực của Emporium phải gọi là sành điệu nhất ở Melbourne. Nghe thấy rất ghê không? Sành điệu nhất luôn đó nha. Bạn sẽ tìm thấy món khai vị falafel lạ mắt được làm ở cái đầu bếp Georges Colomb Paris tại nhà hàng Jimmy Grant, các món ăn ở nhà hàng Il Canteen và bánh mì kẹp thịt nổi tiếng tại Charles and Cor. Đây là những cái nhà hàng nổi tiếng phổ biến dành cho dân văn phòng của thành phố. Nếu bạn có nhà hay là đặt phòng khách sạn tại một cái trung tâm thành phố, nếu như mà bạn có nhà hay là bạn đặt phòng khách sạn tại trung tâm của thành phố, những bất đồ bạn mua thì có sẽ được delivery một cách hoàn toàn miễn phí, là free delivery á. Về cái nhược điểm thì vì là trung tâm thành phố hiện đại nên cái việc đậu xe chắc chắn sẽ rất là đắt đỏ, và luôn luôn có quá nhiều cái lưu lượng phương tiện giao thông. Bắt một cái chuyến xe lửa hoặc là một cái xe điện, một cái xe bus, mình nghĩ đây là một cái gợi ý không tồi đâu. Đỡ phải kiếm mấy cái chỗ gửi xe, đỡ phải nhớ lằng nhằng cái chỗ mình đậu chỗ nào, mấy cái chỗ đó thật sự luôn. Đi đâu mà dính tới đông đúc thì bãi gửi xe mình không có thích lắm. Thôi cứ bắt những cái phương tiện public
để mình di chuyển đi, mình thấy nó gọi nó tiện lợi hơn á. Thực sự là nãy giờ mình mới review cho các bạn 6 cái trung tâm thương mại mà được các bạn du học sinh lựa chọn review nhiều nhất. Thì những cái bạn nào còn những cái trung tâm nào hay hay, có những cái gì đó đặc biệt, các bạn có thể chia sẻ để các bạn học sinh có thêm nhiều cái lựa chọn cho kênh thông tin mua sắm của mình thêm ngày một phong phú và hấp dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái vlog với những chủ đề lần sau. Các bạn hãy chú ý và lại theo dõi chúng tôi các bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.